chương 2001, tư đồ. Lam Linh Nhi Nhi rõ ràng trước hết nhất trúng chiêu, bởi vì nàng là thật không nghĩ tới mình cái này nam cung thúc thúc lại còn tinh thông quỷ dị như vậy tinh thần hệ võ đạo công pháp, ngược lại là một màn này xuất hiện để từ dương mười phần cao hứng. Ngươi cách làm như vậy có phải là có chút múa rìu qua mắt thợ ý tứ đâu? Cũng tốt tỉnh lấy ta tự mình ra tay chế tạo mộng cảnh, như vậy ta liền có thể trực tiếp tiến vào linh hồn của ngươi thế giới. Từ dương trong miệng thì thầm nói thầm vài tiếng, liền không chút do dự một mực điểm hướng mi tâm của mình, trực tiếp để linh hồn của mình bản nguyên từ bản thể thế giới linh hồn ở trong tách trời ra tới, dùng linh hồn của mình lực trực tiếp lao xuống hướng phía dưới mộng cảnh chiến trường. Ông đến từ Nam cung cường đại tinh thần vòng xoáy. Gần như không cần tốn nhiều sức, từ dương bản nguyên linh hồn liền thành công tiến vào Nam cung thế giới linh hồn ở trong. Chỉ chẳng qua dưới mắt Nam cung thuộc về bị một loại khác cường đại tinh thần lực khống chế trạng thái bởi vậy linh hồn của hắn thế giới nóng lòng ra tới tinh thần lực cũng không mười phần thuần túy đến mức hắn đánh tạo nên lâm thời mộng cảnh không gian cũng lộ ra phá lệ thô ráp nếu không phải lam linh nhi cái nga đầu kia một điểm phòng bị đều không có cùng lúc này từ dương chủ động ôm ấp yêu thương lấy hắn loại này cấp bậc mộng cảnh điều kiện căn bản rất khó để mình địch nhân trúng chiêu từ dương tinh thần lực cường đại cỡ nào bước vào mảnh này mộng cảnh chiến trường về sau cùng hết thảy chung quanh không gian hư ảo tạp chí so sánh cùng một chỗ có vẻ hơi không hợp nhau. Từ dương bản nguyên linh hồn, chấp hai tay sau lưng mặt mỉm cười quan sát đến chung quanh, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nhả rảnh một phen. Ta nhất định phải giảng một chút ngươi bệnh ra tới cái mộng cảnh này chiến trường, gần như là ta kiếm đạo qua chất lượng kém nhất mộng cảnh. Đem ta dẫn tới nơi này, chắc hẳn ngươi cũng có thuộc về mình tinh thần hệ áo nghĩa thủ đoạn. Không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh thi triển đi ra để ta mở mang tầm mắt đi, một cái có thể đánh tạo ra như thế thô ráp mộng cảnh gia hỏa, nghĩ đến nó chỗ phóng thích ra mạnh nhất tinh thần hệ áo nghĩa hẳn là cũng không gì hơn cái này. Từ dương chính là đang cố ý khiêu khích trào phúng đối phương, mục đích là để giấu ở mộng cảnh này phía sau kia một cổ càng thêm cường đại tinh thần lực lộ ra chân ngựa, chỉ có điều cái kia nắm trong tay nam cung linh hồn ý thức năng lượng thần bí. Cũng không có cần trong tưởng tượng không chịu nổi mục đích như vậy, hắn ẩn tàng vẫn như cũ rất sâu. Cũng không lâu lắm, Tại mộng cảnh này chiến trường một chỗ khác, Nam Cung đã bị trưởng khống bản nguyên linh hồn chậm rãi đi ra. Hắn nhìn có chút chất phát, đồng thời linh hồn thể chung quanh đã có bắt đầu tự chủ thiêu đốt dấu hiệu. Từ dương ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh lên, bởi vì hắn đương nhiên nhìn ra được đối phương căn bản không có ý định để Nam Cung còn sống, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn cưỡng ép khống chế một cái chiến tranh con rối thôi. Thế nhưng là có thể đem một cái võ thần cấp cường giả linh hồn gắt gao điều khiển, tại lòng bàn tay của mình thủ đoạn như vậy, cũng tuyệt không phải bình thường môn đồ có thể làm ra được. Nhìn thấy Nam Cung lúc này đã hoàn toàn không bị khống chế dáng vẻ, Từ Dương cũng là bất đắc dĩ đột nhiên chắp tay trước ngực, tại tự mình tu luyện trên đường để dành đến hàng trăm hàng ngàn đạo công pháp bên trong, tìm kiếm được một loại có thể tịnh hóa người linh hồn Phật đạo công pháp. Chỉ có điều Từ Dương dù sao không phải người xuất gia, hắn bình thường ngại ít sử dụng Phật môn công pháp, cho nên lần này hắn như cũ chỉ dùng của mình quang minh pháp tắc làm dẫn đạo, cùng Phật môn tịnh hóa linh hồn công pháp hạch tâm hoàng mỹ giao hòa vào nhau. Dùng phương thức như vậy đem hai loại công pháp thấu hiểu cạn kẽ, đồng thời đem tích chứa trong đó tiến hóa linh hồn bộ phận tinh hoa tuyên truyền trạng rỡ. Trong tích tắc, đạo đạo kim sắc tia sáng từ từ dương chỗ mi tâm bắn về phía trước mắt bị khống chế nam cung bản nguyên linh hồn. Cổ này tia sáng cường đại xa xa không phải nam cung bản nguyên linh hồn có thể đối phó được, Bao bọc bên trên linh hồn của hắn bản thể về sau công pháp tự thân mang theo tịnh hóa chi năng cấp tốc phát huy ra tới. Phía ngoài tầng kia kim quang lấp lánh vô cùng cường đại linh hồn lực, trực tiếp tại mảnh này mộng cảnh chiến trường ở trong ngưng tụ ra một đạo quang minh lĩnh vực. Tại từ dương quang minh lĩnh vực vây quanh phía dưới, liền xem như phía sau màn khống chế Nam cung linh hồn kia một cổ cường đại tinh thần lực, cũng không có cách nào lần nữa chạm đến linh hồn của hắn bản thể, cứ như vậy cũng liền cho Nam cung linh hồn bị triệt để tịnh hóa hoàn mỹ thời cơ. Chẳng qua trong khoảnh khắc, địa trưởng khống lâm vào mê hoặc trạng thái nam cung linh hồn dần dần bắt đầu khôi phục dấu hiệu, thẳng đến linh hồn của hắn bản nguyên con ngươi ở trong huyết hồng sắc hoàn toàn biến mất. Nam cung lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trừng lớn mình rung động hai mắt, mà từ dương cũng tại thời khắc này kịp thời đánh ra một đạo tinh thần lực, để Nam cung khôi phục khoảng thời gian này hắn toàn bộ trong trí nhớ cho. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, Quang minh lĩnh vực phạm vi bên trong từ dương cùng Nam Cung đã khôi phục lại bản nguyên linh hồn tiếp xúc gần gũi, đôi bên tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng không còn là đối địch quan hệ, bởi vì Nam Cung tỉnh táo lại về sau, tại từ dương trợ giúp hạ biết rõ toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Tự nhiên cũng liền có phân biệt địch ta năng lực. Từ dương thanh cười lắc đầu, ngươi không cần thẩn trương. Hiện tại hai người chúng ta chỗ mảnh này khu bên trong có ta quang minh pháp tắc che chở, cái kia nguyên bản khống chế ngươi thế giới linh hồn tinh thần lực không có cách nào tiến vào vùng lĩnh vực này bên trong. Có lời gì ngươi cũng có thể đối ta nói thẳng. Nam cung hít vào một ngụm khí lạnh, gần như không có càng nhiều do dự, trực tiếp liền đem lần này đuổi tới đế đô đến nghĩ cách cứu viện Lam Linh Nhi hành động dự tính ban đầu toàn bộ hướng từ dương giải thích rõ ràng. Theo hắn nói tới lần này bởi vì Lam Linh Nhi bị từ dương đoàn đội không hiểu mang đi, Trường Vân Thiên Tông Tông Chủ cũng chính là Lam Linh Nhi Nhi phụ thân lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho mình cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ nhi sẽ thật gặp được cái gì nguy hiểm. Trực tiếp đem trường vân thiên tông dưới trướng trưởng lão đoàn bảy đại võ thần toàn bộ phái ra tới thẳng đến đế đô chạy đến cứu viện. Lại là không nghĩ tới vừa mới vào thành không lâu, liền lọc vào kia một đám môn đồ thế lực ám toán. Dựa theo Nam Cung nói, không riêng gì hắn cái khác cùng một chỗ đến đây kia 6 cái võ thần cấp tông môn khác đồng bạn, cũng tất cả đều bị môn đồ thế lực dùng xuống ba làm thủ đoạn khống chế linh hồn biết đây hết thảy về sau, từ dương lúc này mới biết rõ tình trạng cười lạnh mở miệng. Ta liền biết chuyện này. Nhất định là cái kia tự cho là đúng tế ti ở sau lưng dở trò, nhưng ta có một chút không nghĩ minh bạch, các người bảy cái tất cả đều là võ thần cấp cường giả. Toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong nhất đại danh đỉnh đỉnh võ giả đoàn đội tại sao lại như vậy tùy tiện liền bị kia một nhóm người trưởng khống linh hồn. Liền xem như có âm mưu một hơi khống chế lên một cái võ thần cấp cường giả, hẳn là cũng không phải một chuyện dễ dàng chẳng lẽ các người liền không có phản kháng chút nào sao nam cung một mặt lúng túng thở dài chuyện này nói đến đều muốn quái tư đồ miệng rộng tên kia là cái chính cống dân cờ bạc cả đời yêu thích nhất chính là ăn ý nguyên bản chúng ta tại ngoài hoàng cung vây lạc đường những người khác đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến chỉ có hắn mạnh mẽ đâm tới trực tiếp tiến vào trong hoàng cung khu vực mà cái chỗ kia đã sớm bị những cái kia môn đồ thế lực thiết trí một cái thập phần cường đại thượng cổ pháp trận. Một khi bước vào trong đó liền xem như võ thần cấp cường giả, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới trận nhãn, như vậy làm giảm sóc kỳ qua đi, tất cả bước vào trận pháp nội bộ võ giả đều sẽ xa vào đến trong mộng cảnh. Chương 2002, Môn đồ nhược điểm Từ dương các hạ có chỗ không biết, chúng ta bảy cái mặc dù đều đã đạt tới võ thần cảnh giới, nhưng nói cho cùng cũng đều là võ thần sơ kỳ tại toàn bộ cổ võ thần đạo phạm vi bên trong mặc dù võ thần là mỗi một cái võ giả tha thiết ước mơ đỉnh phong cảnh giới nhưng trên thực tế bước vào đến võ thần cảnh về sau còn sẽ có càng thêm tỉ mỉ cảnh giới cùng thực lực đẳng cấp phân chia cùng là võ thần nhưng là một cái võ thần hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong võ thần vốn có thực lực xa xa không phải chúng ta loại này võ thần sơ kỳ người có thể so sánh mà trốn ở cái kia thượng của trận pháp phía sau màn khống chế chúng ta linh hồn hẳn là là cùng một người, thực lực của hắn cũng đã đạt tới võ thần hậu kỳ cường độ. Từ dương nghe được Nam Cung lộ ra những cái này tin tức trọng yếu, không lưỡng lự liền từ trí nhớ của mình ở trong đem cái kia tự cho là đúng tế ti dáng vẽ mài khắc ra tới. Ngươi nhìn kỹ một cái, có phải là gia hỏa này? Nam Cung nhìn thấy từ dương trước mặt trống rỗng danh tạo nên cái này một tia huyển tượng, lập tức liền bắt đầu vơ vét trí nhớ của mình, thế nhưng là hắn càng là muốn từ trong trí nhớ đào móc ra cái này đạo huyễn tượng nội dung, liền sẽ cảm giác được đầu đau muốn nứt, bản năng ôm lấy đầu của mình. Không được, ta nghĩ không ra, đầu của ta giống như muốn vỡ ra đồng dạng. Từ dương lập tức ý thức được nam cung sở dĩ xuất hiện dạng này mặt trái cử động, là bởi vì hắn một bộ phận ký ức đã bị trưởng khống linh hồn hắn tên kia cưỡng chế xuyên tạc có quan hệ tế tự hết thảy nội dung đều đã từ trí nhớ của hắn chỗ sâu hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, từ dương cách hạ chúng ta lại gặp mặt, không muốn lại làm khó gia hỏa này. Hắn không có khả năng tại trí nhớ của mình ở trong tìm tới có quan hệ ta hết thảy nội dung. Nếu không phải người tốt bụng ra tay giúp hắn một chút, hắn hiện tại cũng đã trở thành một nắm cho tẩn. Chính lúc này một cổ thập phần cường đại tinh thần lực xuất hiện tại mộng cảnh này chiến trường biên giới, cũng nguyên nhân chính là cổ lực lượng này cưỡng ép tham gia, mộng cảnh chiến trường bắt đầu xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ dương bản nguyên linh hồn cùng đột nhiên xâm nhập cái này một cổ cường đại tinh thần lực, cả hai có linh hồn lực áp bách thực sự là quá khổng lồ, kẹp ở giữa nam cung nếu không phải là bởi vì có từ dương quan minh pháp tắc làm che chở. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hai đại tinh thần lực phóng thích ra uy áp triệt để nghiền nát. Bởi vậy tại từ dương chủ động thủ ý phía dưới, nam cung lập tức thu hồi tất cả phóng xuất ra tinh thần lực, để chung quanh mộng cảnh không gian cấp tốc đổ sụp. Cứ như vậy cũng không lâu lắm, Tất cả ở vào mộng cảnh chiến trường ở trong người linh hồn, rất nhanh liền tất cả đều đưa về riêng phần mình bản thể. Hiện thực trong chiến trường ở giữa một cái kim sắc trường bào võ thần cấp tín đồ đã nằm ngang ở hư không bên trên, chính là gia hỏa này trước đó thông qua pháp trận lực lượng xâm lấn đến Nam Cung trong thế giới linh hồn, khống chế linh hồn của hắn ý thức. Chẳng qua từ dương một chút liền nhìn ra cái này võ thần cấp tín đồ căn bản không có thực lực tới áp chế Nam Cung linh hồn, nhưng hắn sở dĩ làm được điểm này, phải cùng cái kia cái gọi là thượng cổ pháp trận lực lượng chi nguyên có quan hệ rất lớn. Những người khác trúng chiêu cũng hẳn là đều là như thế. Khôi phục thần chi sau Nam Cung lập tức đi vào Lam Linh Nhi Nhi bên người, thúc cháu hai người đoàn tụ cũng coi là buông xuống riêng phần mình trong lòng một tảng đá lớn, mà giờ khắc này Lam Linh Nhi nhìn thấy Nam Cung khôi phục bình thường. Lại sẽ ánh mắt của mình rơi vào cách đó không xa từ dương trên thân. Nam Cung thúc thúc, người bây giờ cảm giác như thế nào? có phải là từ dương tên kia cứu ngươi? Nam Cung khẽ gật đầu một cái, nha đầu ngốc, ngươi không cần lo lắng, trông thấy ngươi không có nguy hiểm, thúc thúc ta cũng yên lòng. Chẳng qua trưởng lão sẽ cái khác kia sáu người hiện tại cũng đều bị vây ở trong hoàng cung, trước mắt cũng đều muốn trông cậy vào từ dương các hạ ra tay, bọn hắn mới có được cứu cơ hội. Nha! Đúng, kém chút quên hỏi ngươi cái kia không biết trời cao đất rộng dám đem ngươi bắt đi gia hỏa là ai? Nói cho Nam Cung thúc thúc, thúc thúc cái này báo thù cho ngươi đi, Lan. Linh Nhi một mặt lúng túng thè lưỡi, sau đó làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhô ra ngón tay chỉ hướng Từ Dương bóng lưng. Nam Cung cười hắt hắt. Tốt a, à, coi ta câu nói mới vừa rồi kia không nói. Từ Dương cắt hạ thực lực nhưng không phải chúng ta Trường Vân Thiên Tông những lão gia hỏa này có thể đánh đồng, liền xem như cha ngươi tông chủ đích thân tới, cũng căn bản không phải Từ Dương các hạ đối thủ ngươi không có cùng hắn chân chính đánh nhau một trận, vĩnh viễn cũng không hiểu thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này, Từ Dương đã cùng cách đó không xa cái kia kim bào võ thần cấp tính đồ giao chiến đến cùng một chỗ. Nam Cung tại hình dung hắn thời điểm, trong ánh mắt tự nhiên mà vậy toát ra kia vẻ sùng bái là không có cách nào ẩn tàng, cũng bị nhí nha nhí nhảnh Lam Linh Nhi thấy rất rõ ràng. Các người cũng đều là võ thần cấp cường giả, tất cả đều coi là cổ võ thần đạo phạm vi bên trong mạnh nhất võ giả thê đội, Ta ngược lại là không có tìm hiểu được, từ dương tên kia coi như mạnh hơn, chẳng lẽ hắn còn có thế áp đảo các người võ thần trí thượng hay sao? Nam Cung cười khổ cảm khái. Người cảnh giới bây giờ còn xa xa không có đạt tới trình độ này, không rõ võ thần cùng võ thần ở giữa cũng đều là có chênh lệch cực lớn. Quan trọng hơn chính là ta có thể cảm thụ được từ dương tại cùng ta giao thủ thời điểm, xa xa không có phát huy ra hắn thực lực chân chính, tối đa cũng chỉ là xuất ra hắn thực lực chân chính khoảng 3 phần 10 liền có thể cùng ta cái này võ thần sơ cấp đang đối kháng với bên trong lấy được ưu thế tuyệt đối như thế ngươi liền to gan làm ra cái phỏng đoán nếu là hắn xuất ra trăm phần trăm thực lực đến cùng là như thế nào một bộ bộ dáng lam linh nhi triệt để ngậm miệng hắn không nghĩ lại thảo luận có quan hệ cần thực lực vấn đề gì bởi vì như vậy làm chỉ có thể để nàng cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé ầm ầm đang lúc lúc này hai người này nghị luận cái này lửa nóng chủ đề thời điểm từ dương một chưởng đánh ra hư không bên trên, cái kia võ thần cấp kim bào tính đồ trực tiếp bị từ dương oanh thành vỡ nát. Cũng không phải bởi vì cái gì khác nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì từ dương có chút chán ghét. Kim bào võ thần cấp tính đồ mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh tiêm tuyển thủ. Nhưng bọn hắn một khi gặp được từ dương, sẽ cùng tại thể dục trước tại sinh mệnh của mình lịch trình bên trên vẽ lên một cái dấu chấm tròn, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ bây giờ đã cùng những cái này thế lực ngầm môn đồ đánh qua rất nhiều quan hệ từ dương quá rõ ràng nhược điểm của bọn hắn, đó chính là trên người bọn họ duy nhất một chỗ ấn ký. Khi là tính mạng của bọn hắn tinh hoa tập kết, cũng là bọn hắn toàn thân võ đạo lực lượng phát động hạch tâm, chỉ cần đánh nát cái kia đạo ấn ký, bọn hắn làm môn đồ thân phận liền sẽ biến mất, tự nhiên cũng liền mất đi theo thực lực nguyên bản giao phó bọn hắn lực lượng cường đại. Mà đây cũng là những cái này môn đồ cường giả duy nhất nhất nhược điểm trí mạng, cũng là bọn hắn cùng chân chính nhân tộc võ thần cấp cường giả ở giữa khó mà bù đắp trên lệch. Coi như những cái này kim bào tính đồ cũng tương tự có được võ thần cấp lực lượng, thế nhưng là một khi bọn hắn ấn ký vỡ vụn, bọn hắn liền sẽ mất đi nguyên bản có hết thảy. Đơn giản đến nói, những cái này cái gọi là môn đồ cũng tốt tính đồ cũng được, tất cả đều là thế lực ngầm nở ra tới chiến tranh con rối. Bọn hắn lực lượng căn bản là không thuộc về mình, vẹn vẹn chỉ là làm giao dịch tính tạm thời có được mà khi bọn hắn một khi tại chiến trường ở trong lạc bại. Những cái này đáng thương của máy chiến tranh sẽ trở nên không đáng một đồng. Chương 2003, hồn này tung hoành. Bởi vì cái gọi là thánh nhân ngàn lo tất có vừa mất, lại cao thủ cường đại tại thực chiến trong quá trình khó tránh khỏi đều sẽ có chỗ sơ hở. Liền xem như từ dương thứ chính nhân hoàng nhân tộc ở trong trí cường giả, cũng rất khó làm được chu đáo. Dù sao cái này một đám địch nhân tất cả đều là thời gian dài tránh trong bóng đêm cái bóng, bọn hắn đến cùng vẫn tồn tại như thế nào chuẩn bị ở sau, từ dương cũng không rõ ràng, huống chi cái này đế đô ở trong mỗi một tất đất đều đã biến thành người khác sân nhà. Trên thực tế, cái này một nhóm người đột nhiên xuất hiện tại vị trí này, ngăn cản từ dương đoàn đội đám người tiến lên bước chân, cũng là sớm có dự mưu. Làm từ dương một trưởng đánh nát cái kia kim bào tính đồ thân thể đồng thời, trong tay hắn kia một thanh quyền trượng rốt cục cũng tại thời khắc này có đất dụng võ. Trực tiếp bị hắn ném đi ra 10 mét có hơn, khi quyền trượng sau khi rơi xuống đất lập tức liền cùng dưới chân mặt đất hấp thụ lại với nhau, đồng thời quyền trượng bản thể tản mát ra một đạo vô cùng thuần túy võ đạo lực lượng tinh hoa. Chồng chất mà thành màn sáng trực tiếp đem từ Dương Lan Linh Nhi cùng khôi phục thần chí Nam Cung ba người ngăn cách tại chiến trường bên này. Mà đổi thành bên ngoài một bên phá hiểu long không thượng cổ đại xà đám người cũng không có từ Dương Cường Đại như vậy tinh thần lực làm chèo chống, tiến vào mộng cảnh sau muốn từ đó tránh ra cũng không có đơn giản như vậy, dưới mắt bọn hắn, những người kia cũng đều riêng phần mình đắm chìm trong mộng cảnh chiến trường ở trong tiếp tục lấy đối kháng. Nhưng là theo đạo ánh sáng này màn xuất hiện, Từ Dương ba người lại không có cách nào, ngay lập tức trợ giúp còn lại mấy cái bên kia đồng đội từ mộng cảnh ở trong tránh thoát mà ra, cũng liền cho những cái kia chế tạo mộng cảnh ngân bào môn đồ nhóm cưỡng ép cơ hội xuất thủ. Ha ha ha, Từ Dương. Dùng ta một người đến trả ngươi nhiều như vậy đồng đội tự do, ta cái mạng này tuyệt đối coi là kiếm lời lớn cái kia kim bào tính đồ bị từ dương đánh nát thân xác nhưng là hắn một đạo hỏng bản nguyên linh hồn vừa vặn hoàng mỹ phát động cái này quyền trượng ở trong động lại võ đạo lực lượng cho dưới tay mình những cái kia ngân bào môn đồ nhóm sáng tạo càng dài thời gian xuất thủ từ dương động tác đã rất nhanh gần như tại đạo ánh sáng này màn hình thành đồng thời hắn lực lượng cũng đã đi theo răng rắc một tiếng vang thật lớn đạo ánh sáng này màn nháy mắt vỡ nát ngay tiếp theo phóng xuất ra của lực lượng này quyền trượng cũng bị từ dương nghiền nát thành hư vô Thế nhưng là làm cổ này ngăn cách lực lượng biến mất đồng thời, Long không mấy người bọn hắn đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, liên đới lấy cùng một chỗ biến mất, còn có vì bọn họ bệnh mộng cảnh chiến trường những cái kia ngân bào môn đồ. Nguyên bản bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng tại vài giây đồng hồ bên trong liền triệt để tránh thoát từ dương nhìn rõ phạm vi, nhưng là bởi vì cái này địa phương đã sớm bị bọn hắn âm thầm chôn giấu trận pháp truyền tống. Cái này căn bản là một cái hoàn chỉnh cục, vòng vòng đang xen cường đại như từ dương cũng không có khả năng sớm nhìn rõ bọn hắn lưu lại mỗi một cái bảy chi tiết lẽ nào lại như vậy chúng ta cẩn thận như vậy lại còn có thể trúng bọn hắn sáo lộ thật là khó lòng phòng bị a à. lang linh nhi cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân dưới mắt hắn đã không hề nghi ngờ muốn cùng từ dương cùng hắn đoàn đội đám người khóa lại cùng một chỗ dù sao nàng cũng cần dựa vào từ dương lực lượng tới cứu ra những cái kia bị những cái này môn đồ thế lực nhóm nắm ở trong tay trường vân thiên tông mấy đại trưởng lão Nam cung một mặt hổ thẹn thở dài, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Dương trên thân. Thật là có lỗi với Từ Dương các hạ, chúng ta không những không có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ, ngược lại kéo ngươi chân sau. Từ Dương cười lắc đầu, nói thật ra, các người căn bản không cần có bất kỳ tự trách ý nghĩ, bởi vì tại cái này tổng thể cục ở trong, mỗi người đều đang giả trang diễn quân cờ nhân vật, ai cũng không có cách nào quấy nhiễu toàn bộ cục diễn tiến trình. Chỉ cần cái kia trốn ở hoàng cung chỗ sâu nhất tế ti bản thể không xuất hiện, chúng ta từ đầu đến cuối đều tại hắn bố trí cục ở trong. Nghe được từ dương kiểu nói này, Lan Linh Nhi nha đầu này lập tức xì hơi. Chẳng lẽ chúng ta liền thật không có biện pháp nào, chỉ có thể bị cái kia đáng chết đại tế ti nắm mũi dẫn đi sao? Từ dương thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi tiểu cô nương này quả nhiên là đại tiểu thư tính tình nóng nảy. Cục là cái kia tế ti bố trí. Nhưng dù cho là quân cờ nhân vật, mỗi người các ngươi cũng đều có quyền lợi trưởng khống hành vi của mình cùng những cái được gọi là bố cục người chống lại. Ghi nhớ ta, vận mệnh mãi mãi cũng nắm giữ trong tay của mình. Trừ phi ngươi tại đến thắng lợi bỉ ngạn trước một khắc, lựa chọn hướng vận mệnh khuất phục. Dựa theo phán đoán của ta, những cái kia trốn ở phía sau màn đám gia hỏa, đơn giản chỉ có hai cái mục đích, một là bắt lấy lão hoàng đế cái này trọng yếu nhất thể đánh bạc. Thứ hai là thừa cơ hội này nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ta, dạng này sẽ cho bọn hắn kế hoạch sau này, giảm bớt rất nhiều phiền phức, tại bọn hắn đạt tới hai cái này mục đích trước đó, tất cả bị bọn hắn chọc trong tay con tin đều sẽ không dễ dàng mất đi tính mạng. Nếu như ta đoàn đội ở trong bất cứ người nào ở trong tay bọn họ mất đi sinh mệnh, ta sẽ không chút do dự lực tung toàn bộ đế đô, so sánh như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện, những cái kia tự cho là thông minh gia hỏa không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không gãy mất đường lui của mình chẳng biết tại sao nghe được từ dương kiểu nói này nam cung cùng lan linh nhi trong nội tâm đều càng thêm tràn ngập lực lượng chí ít từ dương vừa rồi kia lời nói đủ để chứng minh gia hỏa này xa xa không có phát huy ra thực lực chân chính của mình hắn cũng có đầy đủ tư bản cùng những cái được gọi là phía sau màn bố cục người chính diện chống lại nói ngắn gọn đầu này đùi ôm vẫn là rất thô như là đã bên trên từ dương xe lan linh nhi cùng nam cung giờ phút này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục phụ thuộc từ dương lực lượng. Chỉ là bất kể nói thế nào, bọn hắn trường Vân Thiên Tông làm đế quốc dưới trướng dưới đệ nhất tông môn, thiếu từ dương cái này đại nhân tình, trong thời gian ngắn là không có cách nào hoàn lại. Mắt thấy những cái kia các đội hữu toàn bộ biến mất bóng dáng, Lam Linh Nhi rủ cục lấy đầu đi vào từ dương trước mặt, một mặt nhận mệnh gian tay ra. Chúng ta biết thực lực ngươi đủ cường đại, nhưng là hiện tại cục diện này người ta từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hiện tại lại vô duyên vô cớ làm mất mấy người bọn hắn. Tiếp xuống chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta bây giờ thậm chí liền những người kia giấu ở nơi nào đều không rõ ràng. Từ dương cũng không có mù quán theo biểu lộ xuất hiện, vẫn như cũ là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, chỉ gặp hắn nhiều một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp dùng ngón tay đâm về nội tâm của mình cường đại tinh thần lực, nháy mắt như là một cánh trưởng bao phủ toàn bộ đế đô lưới lớn. Lấy từ dương bản thể là hạch tâm, hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán. Hồn này tung hoành. Từ dương một tiếng buồn bực uống. Hai đạo văn khắp nơi thực chất hóa tinh thần lực, cấp tốc ngưng tụ mà xuất hiện ở cái này đêm tối bên trong, lấy hai đầu long du chi thế, hướng phía không gian xung quanh cấp tốc chạy khắp. Rất nhanh từ dương liền bắt được những cái kia lưu lại trong không khí thuộc về những cái kia thế lực ngầm môn đồ cường giả khí tức. Ta dựa vào, không thể nào, cái này thế mà cũng được, những cái kia người cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, ngươi là bằng vào như thế nào thủ đoạn có thể bắt được dấu vết của bọn hắn. Dạng này khiến người không thể tưởng tượng truy ra địch nhân phương thức, triệt để kinh ngạc đến ngay người Nam Cung cùng, cùng Lang Linh. Chương 2004, Võ Thần Huyền Quang Tại gặp được từ dương trước đó, bọn hắn đều là đứng tại toàn bộ đế quốc võ giả xếp thứ nhất nhân vật đứng đầu, thế nhưng là bây giờ đợi tại từ dương bên người hai gia hỏa này liền như là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng lần lượt bị Từ Dương biểu hiện đổi mới đối với võ giả cực hạn cấp độ nhận biết, Từ Dương xác thực xem thường cười khẽ một tiếng nói. Không có các người tưởng tượng như vậy không thể tưởng tượng nổi, bất kỳ cái gì một võ giả cũng tốt tu luyện cái khác công pháp thể hệ tu sĩ cũng được. Bọn hắn tại điều động tự thân lực lượng đồng thời, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ có điều linh hồn của các ngươi cường độ không đủ, không có cách nào phát giác cùng bắt được ẩn tàng trong không gian tin tức lưu lại, ta chẳng qua là đem những cái kia giấu ở trong hắc ám manh mối khai cuộc ra mà thôi. Bố cục người cũng tương tự đã sớm nghĩ đến ta sẽ có thủ đoạn như vậy, cố ý đang chờ chúng ta tiếp tục đi tới. Nếu như ta và các ngươi hai cái đồng dạng mắt mù, đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chỉ sợ cũng thật sẽ để cho cái kia phía sau màn tế ti cảm thấy sụp đổ. Nghe được từ dương kiểu nói này, Nam Cung cùng Lan Linh Nhi thúc cháu hai người liếc nhau một cái, biết rõ từ dương là đang nhạo bán hai người bọn họ, cái này thúc cháu hai người nhưng cũng nửa chữ không cũng nói không nên lời, ai bảo người ta thực lực đủ cường đại. Mình còn muốn dựa vào người ta đâu. Phải biết ngày thường tại trường Vân Thiên Tông bên trong, đừng nói là dùng dạng này giọng điệu treo chọc bọn hắn đại tiểu thư, trưởng lão đoàn thành viên phía dưới không có đại thừa đỉnh phong trở lên cảnh giới thực lực người. Thậm chí cũng không dám cùng cái này mạnh mẽ đại tiểu thư cao giọng nói chuyện. Bây giờ Nam Cung nhìn thấy Lam Linh Nhi tại từ dương trước mặt ngoan ngoãn dáng vẻ, trong nội tâm cũng là nhìn không được một trận buồn cười. Nghĩ thầm cái này hỗn thế nhỏ ma vương cuối cùng là gặp được một cái có thể áp chế nàng tồn tại. Dựa theo từ dương bắt được lưu lại khí tức quỷ tích làm dẫn đạo, ba người lập tức hướng phía đế đô đại lộ tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không lâu lắm, cũng đã tiến vào hoàn thành cấm vệ trấn giữ khu vực. Không chút huyền niệm, thường ngày những cái kia võ giả bình thường hộ vệ đã sớm đổi thành thế lực ngầm môn đồ. Đương nhiên ngoài cửa thủ vệ thực lực đều tương đối yếu kém, thậm chí còn có những cái kia có được màu lam ấn ký tế linh tại trấn giữ. Ngân bào môn đồ đều là có được vạn năm cấp bậc thiên phú tử sắc ấn ký cường giả, tại Từ Dương trước mặt đều lộ ra không chịu nổi một kích, chớ nói chi là những cái này màu lam ấn ký tế linh. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng phải so phổ thông đế đô võ giả cường đại rất nhiều, nhưng là tại dạng này trước mắt dùng để ngăn cản Từ Dương mấy người, thực sự là có chút khiến người ôm bụng cười. Võ đạo thế giới chính là như vậy quyết định một phương thắng bại nhân tố mãi mãi cũng không phải là nhân số mà là người dẫn đầu có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Một cái chân chính võ thần cấp cường giả, đơn thương độc mã liền có thể dễ dàng xóa bỏ hơn trăm tên đại thừa cảnh võ đạo thiên tài. Chớ nói chi là giờ phút này đứng tại từ dương trái phải nam cung cùng Lang Linh, một cái là chân chính võ thần cấp cường giả, liền xem như Lang Linh Nhi khi lấy được từ dương diều dắt về sau, bây giờ cũng đã đi tới đại thừa cảnh giới đỉnh cao nơi nào là trước mắt cái này nơi nơi mấy trăm cái tế linh có thể chống đỡ được có lẽ là vì giảm bớt phụ thuộc vào từ dương áp lực tâm lý lan linh nhi cùng nam cung liếc nhau một cái hai người quả quyết đều quyết định phải thừa dịp lấy cơ hội khó có này phát huy một chút thuộc về mình tay chân tác dụng nhiều như vậy quả hồng mềm đứng tại trước mặt nếu là không thống thống khoái khoái bóp bên trên bóp trường vân thiên tông tại từ dương trong mắt bài diện chỉ sợ thật muốn còn thừa không có mấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Lang linh nhi nam cung hai người động tác mười phần mãnh liệt như là hai đạo kình khí chi quan một loại bá một tiếng lẻn ra ngoài khách quan tới nói nếu là đem từ dương đánh giá ánh mắt giảm xuống mấy cấp bậc cầm cái này thúc cháu hai người cùng trong đế quốc võ giả bình thường tông môn đến so sánh với hai người này vốn có thực lực cùng võ đạo tu luyện căng cơ tố dưỡng xa xa muốn so cái khác bản thổ võ giả cường đại hơn nhiều tối thiểu lấy bọn hắn thực lực thanh lý những cái này không chịu nổi một kích tế linh vẫn là không có vấn đề gì. Chẳng qua mấy cái hoảng hốt công phu, mấy trăm hào tế linh tất cả đều vẫn mệnh ngã xuống đất. Ha ha ha, thế nào? Từ dương lão đại, lĩnh giáo đến chúng ta trường vân thiên tông thực lực cường đại đi. Lam Linh Nhi một mặt kích động trở lại từ dương bên người, hướng hắn cái này đùi tranh công. Từ dương không biết có thể nhẹ gật đầu. Ngươi muốn nghe đến ta như thế nào trả lời ngươi đây? biểu hiện không tệ. Thôi đi, một điểm thành ý đều không có. Lam Linh Nhi biểu môi ôm lấy hai tay một mặt không thỏa mãn dáng vẻ. Đã thấy Từ Dương khẽ nở nụ cười mở miệng nói. Giết những tiểu lâu la này, đối với hai người các ngươi đến nói căn bản tính không được cái gì chiến tích. So sánh dưới, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, các người trường vân thiên tông bên trong cùng là trưởng lão cấp cường giả lẫn nhau đại chiến một trận. Lan Linh Nhi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Từ Dương. Ngươi nói đổ dễ dàng đâu, cho ngươi tìm các trưởng lão khác cấp cường giả đi, ta những cái kia nó thúc thúc của hắn bá bá nhóm hiện tại cũng bị vây ở những cái kia đáng chết môn đồ trong tay. Từ dương lại là hướng phía trước mắt hắc ám cuối cùng phương hướng xê dịch miệng. Bên kia tên kia không phải là một cái đối thủ tốt nhất sao? Từ dương vừa nói xong, hắc ám cuối cùng một tiếng vô cùng trang nghiêm Phật hiệu đột nhiên vang lên. Nam Cung cùng Lan Linh Nhi hai người vốn có sức quan sát so với từ dương tới vẫn là muốn chênh lệch rất nhiều. Nhao nhao nghiêng đầu đi lúc này mới thấy rõ người tới dáng vẻ, vậy mà là cả người cao tới hơn 2 mét 10 phần cường tráng đầu trọc người trẻ tuổi. Trong tay cầm một cây thiền trượng, trước ngực treo 10 cái to lớn hình tròn Phật Châu. Đây chính là đường đường chính chính người xuất gia. Chỉ từ hắn trong lúc vất tay tản mát ra vô cùng hùng hậu võ đạo tinh hoa liền nhìn ra được, người này vốn có tu hành nội tình coi là thật không thể kinh thường. Tối thiểu liền từ dương ánh mắt của mình đến xem, thực lực của người này hẳn là còn tại Nam Cung phía trên huyền quang thúc thúc. Lan Linh Nhi không lưỡng lự la lên ra tới cái tên này, hiển nhiên tên đầu trọc này người trẻ tuổi đồng dạng cũng là Trường Vân Thiên Tông bảy đại trưởng lão một trong. Cũng là tại đế quốc võ đạo tu luyện giới tiếng tâm lừng lẫy đầu trọc võ thần huyền quang. Phải biết một cái thuần túy tu hành Phật môn võ đạo công pháp võ giả. Một khi đạt tới võ thần đẳng cấp, hắn vốn có năng lực thực chiến thường thường so cùng cấp bậc võ thần cường giả còn muốn đáng sợ. Bởi vì tu hành Phật môn võ đạo công pháp, bản thân liền là đối linh hồn của bọn hắn cường độ có được đồng dạng tăng phúc hiệu quả. Mặc kệ những võ giả này năng lực công kích như thế nào, bọn hắn nhất định sẽ có được cùng cấp bậc võ giả ở trong phòng ngự cường đại nhất thuộc tính. Gia hỏa này hướng trước mặt một trạm, mặc dù nhìn dáng vẻ trang nghiêm, rất có vật gia cao tăng khí phái, thế nhưng là khi hắn nghiêm túc trong nháy mắt, trên thân tất cả trang nghiêm cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành khiến người hít thở không thông khủng bố sát khí xa xa muốn so những cái kia nhìn từ bề ngoài hung thần ác sát. Trên thực tế chẳng qua hổ giấy gia hỏa đáng sợ nhiều cùng trước đó Nam Cung đồng dạng, cái này huyền quang võ thần vừa mới xuất hiện thời điểm, con ngươi của hắn ở trong đồng dạng lóe ra hai đạo ngầm ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên cũng là bị trốn ở trong tối môn đồ thế lực cho điều khiển. Nam Cung sắc mặt lập tức nghiêm trọng lên, cùng là trường vân thiên tông kỳ đại trưởng lão một trong, nói thật Nam Cung năng lực thực chiến nên tính là bảy người ở trong yếu nhất, mà trước mắt cái này dáng vẽ trang nghiêm gia hỏa, nếu là luận chính diện liều mạng năng lực. Tối thiểu có thể tại bảy đại trưởng lão bên trong xếp hạng trước ba. Chương 2005, Ám Độ Trần Thương Từ dương lập tức cảm nhận được Nam Cung cùng Lan Linh Nhi hai cái trong lòng người sao động cảm xúc, không khỏi nhẹ mở miệng cười. Hai người các ngươi cứ việc có thể lên đi dò xét một chút, để ta có cơ hội quan sát quan sát cái này đường đường huyền quang võ thần am hiểu công pháp loại hình một khi hai người các ngươi chống đỡ không nổi ta sẽ ngay lập tức ra tay. Miễn cho ta trực tiếp ra tay trấn áp hắn sẽ có mất phân tích. Dù sao ta người này gặp mạnh thì mạnh, gặp được loại này xương cứng rất có thể không cẩn thận đem hắn cho phế. Lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Nam Cung cùng Lam Linh Nhi tất nhiên sẽ đối với hắn thịt mũi coi thường trào phúng đi qua. Thế nhưng là đồng dạng nội dung từ từ dương trong miệng nói ra, vốn có uy hế bờ hiệu quả liền khác nhau rất lớn. Nam Cung cùng Lam Linh Nhi hậm hực sờ sờ mũi, mặc dù bọn hắn thực sự không muốn cùng trước mắt Huyền Quang là địch, nhưng là bây giờ loại cục diện này cũng không thể không tự mình ra tay. Vì tận khả năng bảo hộ Lam Linh, Nam Cung cắn chặt răng chủ động ra tay một chân tiến lên trước mà lên, chỉ là thân hình của hắn cũng không có đi thẳng tới Huyền Quang bản thể phụ cận, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng mấy chục mét khoảng cách. Hiển nhiên, từ Nam Cung cái này lên trên tay đến xem từ dương liền đánh giá ra gia hỏa này vô cùng kiên kỵ huyền quan cận thân lực lượng. Phía sau ám lam sắc chiến hồn đồ đằng cấp tốc phóng thích ra ngoài. Đồng dạng là kia quen thuộc cực đạo kiếm quan từ nam cung lưng sau lần lượt bay ra, mỗi một kiện đều ẩn chứa đại thừa đỉnh phong cảnh lực áp bách. Liền nghe ầm ầm vài tiếng tiếng vang, cái này ba đạo kiếm mang tất cả đều đánh vào huyền quan hộ thể cương khí kim màu vàng ống mặt ngoài. Huyền quan đấm ra một quyền, mười phần cường hãn võ đạo cương khí tinh thuần mà hùng hậu, vậy mà là sinh sinh dùng thuần túy lực lượng thuộc tính gia trì phương pháp, đem trước mắt đến từ Nam Cung kiếm mang hoàn toàn chấn vỡ. Nam Cung cắn chặt răng, sau một khắc trực tiếp bay lên trời đi vào hư không vị trí, từ trên cao nhìn xuống ấp của một đợt càng cường hãn hơn kiếm đạo công kích, chỉ là hắn khoát tay từ dương liền rất rõ ràng, cái này một đợt đoán chừng cũng rất khó có tư cách. Vì mau sớm thăm dò ra trước mắt cái này huyền quang võ thần thực lực chân chính nội tình. Từ dương không chút do dự đánh ra một chỉ kim quang, lấy mình thuần túy nhất võ đạo lực lượng tinh hoa, cùng bàn bạc sinh mệnh lực bản nguyên rót vào Nam Cung trong thân thể. Trong chớp mắt này công phu, Nam Cung liền cảm thấy mình quanh thân thể mạch như là vạn trượng sóng lớn một loại bành trướng. Đây chính là Nam Cung cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua vô cùng cảm giác cường đại. Trời ạ, à, chẳng lẽ đây chính là từ dương vốn có chân chính nội tình sao? Đây cũng quá cường hãn, vẹn vẹn cho ta một đạo lực lượng bản nguyên bên trên duy trì, liền có thể để ta có một loại thay da đổi thịt cảm giác ta coi như ở trước mặt của hắn lại thế nào không chịu nổi cuối cùng cũng là võ thần cấp cường giả thế nhưng là ở trước mặt của hắn như cũ giống một đứa bé đồng dạng may mắn lam linh nhi nha đầu này cơ linh không cùng từ dương vạch mặt vạn nhất nàng kêu căng tính tình ban sơ liền chọc giận từ dương lấy thực lực của hắn e là cho dù toàn bộ trường vân thiên tông tất cả võ thần cộng lại cũng không làm gì được hắn nha nam cung âm thầm cảm khái một đợt đồng thời có được từ dương lực lượng tăng phúc về sau, không chút do dự thi triển ra của mình kiếm đạo công pháp áo nghĩa. Lần này có lẽ là bởi vì mình lòng tin 10 phần quan hệ, la lên ra áo nghĩa danh tự trong nháy mắt, thanh âm đều lộ ra phá lệ vang dội, trong hư không một đạo ánh kiếm màu xanh lam không ngừng ngưng tụ. Tại rót vào nam cung chuyên môn tinh thần lực về sau khóa chặt phía dưới huyền quang võ thần khí tức hung hăng ép xuống. Liền khí tức cường độ bản thân để phán đoán, đạt được từ dương duy trì một kích này coi là nam cung đời này đánh ra đến công kích mạnh nhất. Quả là thế bá đạo kiếm khí gào thét mà ra, không đợi đập ầm ầm tại trên người mình, huyền quan võ thần liền gây nên phá lệ coi trọng. Nam cung a nam cung, ngươi từ trước đến nay lấy một thân ngông nghênh tự cho mình là, nghĩ không ra bây giờ cũng học xong phụ thuộc người ngoài lực lượng đến đối kháng nhà mình huynh đệ. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, cho dù ngươi ôm vào người khác đùi tại trước mặt của ta ngươi vĩnh viễn cũng không có ngẩng đầu tư cách. Huyền quan võ thần mặc dù lời nói này có chút cuồng vọng, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy cùng tư bản, dưới chân chấn động mạnh, Huyền quan ngoài thân trong phạm vi mười mấy mét tất cả mặt đất nháy mắt sụp đổ. Cổ lực lượng kia đã đạt tới đế đô cự thạch không thể thừa nhận cấp bậc. Thực chất hóa võ đạo tinh hoa từ gia hỏa này bảo thể ở trong khuếch tán mà ra, tại huyền quan ngoài thân vô sĩ hình thành một đạo vô cùng cường hãn chân cương nguyên khí đây là vật môn võ đạo công pháp ở trong cường đại nhất hộ thể áo nghĩa. Từ dương trước đó mới vừa tới đến cổ võ thần đạo lĩnh vực thời điểm, tại huyền hoàng môn tàn thư các sưu tập đến mạch này vật môn võ đạo công pháp điển tịch. Mặc dù lấy từ dương thực lực hôm nay, xa xa không cần những cái này bàn môn tả đạo công pháp đến gia trì, nhưng là hắn đối cái này công pháp ưu thế cùng nhược điểm vẫn là rất rõ ràng. Trong đầu suy nghĩ ra đối sách về sau, từ dương thẳng tắp tiếp đánh ra một đạo tinh thần lực tiến vào nam cung thế giới linh hồn đang muốn đem mình áo nghĩa kiếm mang hung hăng nện xuống Nam Cung, lập tức nghe được trong đầu từ Dương Thanh âm. Không muốn trực tiếp công kích hắn cương khí mặt ngoài, làm như vậy trừ phi là ta tự mình ra tay, nếu không chỉ sợ toàn bộ cổ võ thần đạo nội, bất kỳ cái gì một cái võ thần cũng không có cách nào tại một hiệp bên trong đánh nát hắn cương khí thủ hộ. Bởi vì thủ đoạn này ngươi mặt ngoài nhìn qua chẳng qua chỉ là thuần túy nhất võ đạo hộ thể, nhưng trên thực tế kia là ngưng tụ Phật môn áo nghĩa sinh mệnh lực một loại khác hình thái diễn hóa trên bản chất tới nói đã sớm siêu việt phổ thông hộ thể cương khí có cực hạn phạm trù cho nên coi như lực công kích của ngươi mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng đánh xuyên qua hắn hộ thể thủ đoạn muốn chiến thắng nó nhất định phải kiếm tổ thiên phong công kích trên người hắn duy nhất tráo môn nếu là ta không có đoán sai hắn loại này phật môn công pháp nhược điểm lớn nhất sơ hở hẳn là ngay tại lòng bàn chân vị trí nam cung lúc ấy cái trán liền chảy ra một tia mồ hôi lạnh Căn cứ từ dương cho hắn nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ lại tới mấy năm trước có một lần, hắn tại trong tông môn cùng huyền quan cùng một chỗ tắm suối nước nóng thời điểm, trong lúc vô tình chạm đến lòng bàn chân của hắn, liền treo đến gia hỏa này giận tím mặt. Lúc ấy tất cả mọi người đối với hắn đột nhiên phát cáo cảm thấy không hiểu thấu. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Nguyên nhân chân chính chỉ sợ cũng như từ dương khẳng định như thế, lòng bàn chân chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Đa tạ từ dương các hạ chỉ điểm. Nam Cung lập tức đến hào hứng, lặng yên không một tiếng động ở sau lưng của mình ngưng tụ ra khác một đạo kiếm mang cùng lòng tinh tràn đầy xoáy quan chơi một lần dương đông kích tây trò xiết. Trước đó vì hiển lộ rõ ràng mình lực lượng phòng ngự cường đại, huyền quan võ thần gần như đem tất cả lực lượng đều bên ngoài phóng ra, dưới chân đã không có bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn. Làm hướng trên đỉnh đầu cái này một đạo to lớn chủ kiếm mang ầm vang vỡ nát trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị nam cung ám độ trần thương, đem kia một đạo chân chính có lực sát thương kiếm mang rót vào trong địa mạch khóa chặt xoáy ánh sáng hai chân. ầm ầm, nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, huyền quan căn bản không có bất kỳ phòng bị, bởi vì hắn biết rõ mình cái này duy nhất nhược điểm toàn bộ trường vân thiên tông căn bản tìm không thấy người thứ hai biết hiểu. Căn bản không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu nhất sơ hở một chút liền bị từ dương cho xem thấu, phốc. Một kiếm này mặc dù cũng không có quá mạnh uy lực, thế nhưng là cũng may trực tiếp đánh trúng huyền quan vị trí, đem hắn hộ thể màn sáng nháy mắt đánh nát. Cơ hội đến rồi. Ngay tại lúc này. Chương 2006, Hoa rụng vô song trưởng. Lam Linh Nhi nha đầu này đầy trong đầu nội tâm. Trước đó nàng liền nghĩ cùng Nam Cung đồng loạt ra tay, đạt tới soát tồn tại cả mục đích, hướng từ dương chứng minh mình cường đại, mà cũng không phải là loại kia nuông chiều từ bé nhà ấm đóa hoa. Chỉ là làm nàng nhìn thấy trước mắt lần này đối thủ, là thất trưởng lão ở trong huyền quan thời điểm, nha đầu này quả quyết dừng bước. Bởi vì nàng còn không có mù quán đến có thể tại huyền quang trước mặt càng rỡ trình độ, huyền quang thực lực hắn lại quá là rõ ràng, huống chi là dưới mắt loại này bị khống chế linh hồn trạng thái bùng nổ hạ huyền quang, tùy tiện đi lên tuyệt đối chính là chịu chết. Bởi vậy Lam Linh Nhi quả quyết định chỉ tiến lên tạo thứ cử động, thế nhưng là dưới mắt nàng nhìn thấy Nam Cung đạt được từ dương trợ giúp, đem hắn cho tới bây giờ đều chưa từng chiến thắng qua huyền quang tráo môn đều cho phá giải. Lam Linh Nhi trong lúc nhất thời không có sợ hãi. Cũng muốn bắt lấy cơ hội này đến hiển lộ rõ ràng một chút thuộc về năng lực của mình. Nhưng là nha đầu này lại không nghĩ rằng mình cái này một đợt lỗ mãn, vậy mà suýt nữa mất mạng, chỉ là gặp nàng hỏa tắt một đạo u quang, nháy mắt lao xuống mà lên, vốn là thân pháp nhẹ nhàng nàng, trong khoảnh khắc đó tốc độ đạt tới cường thịnh trạng thái. Mặc dù chỉ có đại thừa cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng là nha đầu này tại tốc độ thuộc tính bên trên ưu thế, gần như có thể cùng chân chính võ thần cấp cường giả sánh vai. Chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đã đi tới tráo môn vỡ vụn huyền quang trước mặt. Trở tay chính là một chưởng, đem trong cơ thể nồng đậm võ đạo tinh hoa toàn bộ tan trong lòng bàn tay bên trong, đánh ra nàng đáng tự hào nhất hoa rụng vô song chưởng. Đây là Lam Linh Nhi trước mắt có thể đem ra đánh cường đại nhất đơn thể trưởng pháp võ đạo thủ đoạn công kích. Chỉ nghe vịt một tiếng trầm đục truyền ra, nha đầu này trưởng phong mạnh mẽ đập vào tráo ngôn vừa mới vỡ nát huyền quang trên ngực. Phải biết cái này huyền quang mặc dù là chân chính võ thần cấp cường giả, nhưng là hắn tráo ngôn vừa mới vỡ vụn. Nguyên bản thế giới linh hồn ở trong vừa vặn ở vào hết sức kinh ngạc thư giãn trạng thái, cũng không có đến tiếp sau càng nhiều phòng ngự thủ đoạn theo vào, còn tại chấn kinh với mình tráo ngôn vì sao mà vỡ vụn vấn đề này, căn bản chưa kịp bổ sung một đợt càng cường đại hơn thủ hộ hệ thống. Tại dạng này một loại thân xác gần như hoàn toàn rộng mở sơ hở trăm chỗ trạng thái phía dưới. Lam Linh Nhi toàn lực xuất kích một chưởng, quả nhiên là đánh huyền quan quanh thân kinh mạch rung động, tại chỗ một nguồn máu tươi phun tới. Ha ha, thật xin lỗi, huyền quan thúc thúc ngươi bây giờ đã không phải là chính ngươi, ta nhất định phải dùng phương thức như vậy trợ giúp ngươi khôi phục thanh tĩnh. Lam Linh Nhi vẫn là một bộ nhan cười diễm diễm bộ dáng, nàng còn cho là mình lời nói này đều có thể bị huyền quan thu được trong tay của mình, khác biệt không biết bây giờ huyền quang cùng nàng tưởng tượng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản là bị khống chế gần như bùng nổ linh hồn trạng thái, giờ phút này gặp được ngoại bộ lực lượng cường đại công kích, một nháy mắt liền đem huyền quang trong thế giới linh hồn bộ chồng chất tất cả phẫn nộ toàn bộ kích phát ra. Không được. Nguy hiểm, nhanh trở về. Từ dương giếng cổ ngô ba cảm xúc đều tại thời khắc này nhịn không được nhấc lên một trận gợn sóng, tranh thủ thời gian phát ra gầm lên giận dữ cuối cùng là có chút không kịp, chỉ thấy huyền quang bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt ở trong thiêu đốt ra giữ tận huyết hồng sắc, triệt để dọa sợ Lam Linh. Cái này căn bản cũng không phải là cái kia nàng hết sức quen thuộc ngày bình thường một điểm tính tình đều không có, thậm chí có chút trầm mặt ít nói huyền quang hẳn là có biểu lộ, quả thực chính là một cái tu luyện Phật môn công pháp. Nhưng lại thiêu đốt lên không gì sánh kịp giết chóc khí diễn cũng bố ma tăng hẳn là có hình thái. Lam Linh Nhi rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có chút nảy nở cái miệng anh đào nhỏ nhắn làm ra vẻ giật mình, đang nghĩ đem bàn tay của mình từ gia hỏa này trên thân rút ra ra tới. Lại phát hiện kia một cổ mạnh hữu lực hấp thụ năng lực, thật sớm liền đem thân thể của nàng buộc chặt tại huyền quan trước mặt, căn bản không có lực lượng trợ giúp hắn bước ra trở về. Lúc này huyền quan phóng xuất ra bên ngoài cơ thể võ đạo tinh hoa, toàn bộ chuyển hóa thành một loại mười phần cường hãng sức cắn nuốt, hắn chính là muốn tại chỗ phế bỏ Lam Linh, đến báo mình vừa rồi thụ thương cừu hận người cái này đáng chết tiểu cô nương đi chết đi cho ta phẫn nộ huyền quang đã sớm mất đi chỉ có một điểm lý trí thậm chí hắn cũng chia không ra trước mắt tiểu cô nương này đến cùng là ai hắn chỉ nhớ rõ vừa mới chính là trước mắt người này một chưởng vỗ tại trên ngực của mình trả thù cùng giết chóc trở thành tràn ngập tại hắn trong đầu duy nhất suy nghĩ a à, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại huyền quang trong miệng bắn ra cùng lúc đó một cổ vô cùng cường đại kim quan khí tức tại bản thể của nó phía trên, nháy mắt nổ tung khuếch tán hướng chung quanh mấy chục mét bên trong tất cả mặt đất cự thạch hoàn toàn vỡ nát. Khi ám kim sắc giết chóc huyền quan dường như trở thành thu hoạch sinh mệnh quan hoàng, lập tức liền chấn vỡ chung quanh hết thảy còn muốn công kích mình bản thể lực lượng. Lam Linh Nhi gần như đều đã tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nàng rất rõ ràng đạo ánh sáng này vòng bột phát trong nháy mắt, nàng một thân huyết nhục chỉ sợ đều muốn bị chấn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là ngay tại một lát sau công phu, nha đầu này đột nhiên cảm nhận được ngoài thân giáng lâm một đạo như gió xuân ấm áp một loại ấm áp. Trung trung rảy rảy mở hai mắt ra lúc, nàng lại phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã rơi vào từ dương trong lồng ngực. Ca ca. Lam Linh Nhi lập tức biến thành một cái con mèo nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, đỏ bừng hai gò má cứ như vậy nằm tại từ dương ấm áp trong lồng ngực, lập tức liền cảm giác cái này nam nhân phản phất chính là mình trời nằm tại trong ngực của hắn loại kia cảm giác ấm áp thậm chí để nàng quên đi trước đó trải qua thời khắc sinh tử. Nhưng mà từ dương nhưng một chút cũng không có Lam Linh Nhi giờ phút này dạng hài lòng mà nhu hòa dáng vẻ, ngược lại là một mặt phẫn nộ cúi đầu xuống nhìn chăm chú trong ngực cái này để người không hận nổi khuôn mặt. Ngươi ngược lại là rất lớn mật đâu, có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, tên kia đã triệt để lâm vào bùng nổ, căn bản cũng không phải là ngươi huyền quan thúc thúc tại ta đem hắn thế giới linh hồn ở trong tà niệm xua tan trước đó, hắn chính là một cái chân chính ác ma, vừa rồi của lực lượng kia nếu là không có ta ở đây, có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể của ngươi thật thành hai nữa. Từ dương tuyệt không có tại nói chuyện giật gân, đây chính là đến từ một cái cuồng bạo võ thần tán phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa vòng xoáy. Lam Linh Nhi cũng không rõ ràng, ngay tại vừa rồi lực lượng cuồng bạo trong tích tắc, từ dương vậy mà là xé rách hư không, từ chiến trường khác một bên nháy mắt liền tới đến phía sau của nàng, đồng thời lấy vô cùng cường đại quang minh pháp tắc làm che chở. Này mới khiến nha đầu này từ lực lượng kinh khủng kia vòng xoáy ở trong hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát ra tới. Phàm là từ dương thực lực hơi yếu hơn một cái cấp bậc vừa rồi của lực lượng kia, nha đầu này đều căn bản không có khả năng hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Lam ninh Nhi cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ, cũng chỉ có thể đủ mân mê miệng nhỏ hướng từ dương giả bộ đáng thương. Tốt tốt, ngươi cũng không cần hung ta. Ta không cũng là muốn tại trước mặt của ngươi biểu hiện một chút mình sao? Ai biết huyền quan thúc thúc đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Từ dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là biết mình không lay chuyển được nàng, dứt khoát liền đưa nàng một lần nữa đưa về đến Nam Cung bên người. Chương 2007, bóc ra. Mặc dù hắn trên miệng không nói gì, nhưng là Nam Cung cảm thụ được làm bóng lưng của người đàn ông này chậm rãi rời đi trước mặt mình, hướng phía bùng nổ huyền quang đến gần thời điểm, trên người hắn loại kia khí chất đã lặng yên không một tiếng động phát sinh một loại hoàn toàn biến hóa khác. Cái loại cảm giác này tựa như là đối phương động nữ nhân của mình, triệt để chọc giận một cái vô địch thiên hạ chiến thần. Nam cung cười khổ lắc đầu. Chờ lấy xem đi, ngươi từ dương ca ca khẳng định sẽ đem huyền quang tên kia xem như đống các đồng dạng đánh. Lam Linh Nhi ngu dốt si ngốc dáng vẻ, còn chưa hiểu Nam cung lời nói ở giữa thâm ý, cũng đã là nghe được đối phương cách đó không xa trong hắc ám đến từ huyền quan tiếng kêu thảm thiết. Từ dương cũng không có sử dụng mình chân chính ác chủ bài cấp cường đại thủ đoạn, nhưng là tốc độ thân pháp của hắn lại bành trướng đến cực hạn song quyền ở trong ngưng tụ ra lực lượng, căn bản không phải một cái võ thần cấp cường giả có thể tiếp nhận. Hắn lúc này liền như là hóa thân thành đêm tối ở trong quân vương, mỗi đánh ra một động tác, căn bản không để lại một tí vết tích mà tốc độ thân pháp của hắn cũng tương tự nhanh đến kia huyền quang không cách nào bắt giữ tình trạng. Từ Nam Cung cùng Lam Linh Nhi cái góc độ này đi quan sát, huyền quang tên kia tựa như là một cái lạc mất phương hướng, bị che kín hai mắt cường giả, cho dù có một thân long trời lỡ đất võ đạo công pháp tu hành, lại là ở nơi này một chút cũng không phát huy ra tác dụng của mình. Chỉ có thể không ngừng lọc vào dấu ở trong hắc ám từng cái phương hướng lực lượng cường đại công kích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Huyền quan biết mình dạng này tiếp tục lăn đầu thanh một loại đứng tại chỗ sẽ chỉ bị đối phương tùy ý trà đạp. Quả quyết lần nữa dưới chân phát ra một trận oanh minh, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ mình cương khí thủ hộ. Nhưng mà từ dương nghiêm túc về sau vậy mà một câu nói nhảm đều không có, ánh mắt của hắn ở trong chỉ còn lại huyền quan cái này bao cắt thịt. Còn muốn dở trò cũ sao? Vậy ngươi thật cũng quá xem thường đối thủ của ngươi. Từ dương thanh âm tràn ngập băng lãnh khí tức, đáng tiếc lần này không đợi huyền quan gia hỏa này đắc thủ dưới chân của hắn đột nhiên không hề có điềm báo trước đất nhiều ra một tảng đá lớn đồng thời cái này khối đá lớn còn giống như là đã có được sinh mạng lực càng không ngừng từ sâu dưới lòng đất hướng lên sinh trưởng dưới chân vị trí không ngừng phun trào ra toàn lực lượng mới để huyền quan đáng tự hào nhất hộ thể cương khí căn bản không có cách nào ngưng tụ hoàn thành tự dương chính là tại mượn nhờ mình đại địa pháp tắc không ngừng xung kích huyền quan tráo môn Ta ngược lại muốn xem xem mất đi mạnh nhất thủ hộ công pháp ngươi, còn có thể cho đối thủ mang đến như thế nào uy hết bờ. Từ dương nói, đột nhiên lăng không một chân đá vào huyền quang phía sau cái mông, đem cả người hắn như là bóng da một loại từ trên cao vị trí bắn về phía mặt đất, sau đó trùng điệp phát ra một tiếng va chạm tiếng vang, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ha ha ha, đoán chừng huyền quang tên kia sau khi tỉnh lại nhất định sẽ vì chính mình trước đó động tác hối tiếc không thôi đi, hắn nếu là không có đối với chúng ta đại tiểu thư xuất thủ, chỉ sợ từ dương các hạ cũng sẽ không như thế nghiêm túc. Lam Linh Nhi lúc này mới nghe được một chút ý tại ngôn ngoại, gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ. Thế nhưng là lần này Nam Cung rõ ràng phát giác được nhà mình đại tiểu thư mặc dù một mặt thẹn thùng bộ dáng, lại căn bản không có biện pháp muốn mở miệng ngăn cản chính mình nói chuyện ý tứ, cái này cũng đủ để chứng minh Lam Linh Nhi đã chẳng biết lúc nào thật sâu yêu Từ Dương. Có lẽ chính là tại Từ Dương nguy nan thời điểm, đưa nàng ôm trở về trong nháy mắt đó thuộc về từ dương hết thảy đã thật sâu điêu khắc ở lam linh nhi ở sâu trong nội tâm nàng không còn có biện pháp đem cái này nam nhân vốn có hết thảy hồi ức từ trong đầu của mình ở trong bóc ra đi loại kia khắc cốt minh tâm muốn đi theo tại bên người nàng cảm giác cũng là lam linh nhi đã lớn như vậy lần thứ nhất có được như thế nào hiện tại đã biết rõ người ta chi ở giữa trên lệch đi từ dương trên mặt mang một tia băng lãnh ý cười mà giờ khắc này Huyền Quang cũng đã bị hắn đánh nằm trên đất, căn bản khó mà động tác chút nào, một cánh tay cũng bị Từ Dương gắt gao nắm tại trong lòng bàn tay, căn bản không có cách nào phát ra nửa điểm lực đạo. Từ Dương sở dĩ không có cường thế xâm lấn linh hồn của hắn thế giới, là bởi vì Huyền Quang không thể so nam cung gia hỏa này, hắn sở tu chính là Phật pháp chính tông, tại con đường tu luyện đối tự thân lực lượng tinh thần tu luyện cũng càng coi trọng. Có thể nói linh hồn của hắn thế giới xa xa không có nam cung thế giới linh hồn tốt như vậy xâm lấn, nếu như cưỡng ép hướng linh hồn của hắn thế giới rót vào tinh thần lực, rất có thể đối với hắn tạo thành mãi mãi tổn thương. Bởi vậy chỉ có tại hắn vui lòng phục tùng tình trạng phía dưới, từ dương mới có thể càng thêm dễ dàng để hắn thế giới linh hồn ở trong phòng bị thư giãn xuống tới. Bởi vậy một trận da thịt nổi khổ hắn là tuyệt đối miễn không được, đương nhiên trong này còn có hay không nguyên nhân khác liền không nói được, nói tóm lại, từ dương đánh cũng đánh, cuối cùng là vì Lam Linh Nhi xả được cơn giận. Từ dương không chút do dự đem mình một cái tay khác trưởng đặt ở huyền quan cái ót vị trí, bắt đầu rót vào rất nhiều sinh mệnh tinh hoa, lợi dụng mình vô cùng cường đại sinh mệnh lực, trợ giúp hắn từ cùng bạo trạng thái ở trong an ổn xuống. Quả nhiên, điện pháp này rất nhanh liền đưa đến hết sức rõ ràng tác dụng. Nguyên bản thuộc về gia hỏa này trên thân kia của 10 phần bạo ngược khí tức cấp tốc biến mất, từ Dương bắt chuẩn cơ hội một điểm mi tâm của mình cưỡng ép xâm lấn huyền quan thế giới linh hồn, rất nhanh liền tìm được kia một cổ khống chế linh hồn hắn tà niệm. Một đạo tinh thần chi quan từ Từ Dương bản nguyên linh hồn con ngươi ở trong bắn ra, nháy mắt liền đem kia cổ tà niệm hoàn toàn đánh nát. Làm Từ Dương lại một lần nữa hình thần trở về cơ thể thời điểm, huyền quan cuối cùng từ mê võng trạng thái ở trong khôi phục lại. Trời ạ, à, ta đến cùng trải qua cái gì? Gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua trái phải, Huyền Quang ngay từ đầu ở vào mê mang trạng thái, cũng may từ Dương kịp thời đánh ra một đạo tinh thần lạc ấn, tiến vào linh hồn của hắn thế giới, mới xem như trợ giúp Huyền Quang đền bù trước đó hắn thiếu thốn một bộ phận ký ức. Biết rõ đây hết thảy quá khứ về sau, Huyền Quang bất đắc dĩ chấp tay trước ngực hướng phía từ Dương hát tụng một câu Phật hiệu. Cảm tạ từ Dương các hạ tự mình ra tay giúp đỡ, bằng không mà nói, chỉ sợ ta đem đúc thành sai lầm lớn, nếu là thật vô ý ở giữa tổn thương Linh Nhi, tiểu tăng cả một đời đều khó mà tha thứ chính mình. Từ Dương Thanh cười cười, cũng không có nói thứ gì, rất nhanh bên kia xem chiến nam cung cùng Lam Linh Nhi liền cấp tốc đi vào huyền quan bên người. Huyền quan thúc thúc ngươi không sao chứ. Vừa rồi Linh Nhi đập ngươi một chưởng kia có phải là cho ngươi không nhỏ áp lực. Hắc hắc. Huyền quan nơi nào còn có tâm tư treo chọc Lam Linh đây. Hắn thật là may mắn mình mới vừa rồi không có đưa nàng ngộ thương. A-di-đà-phật, từ Dương các hạ tu vi thật là kinh thế hải tục, vừa rồi hướng trong cơ thể của ta đánh vào vô cùng thuần túy sinh mệnh lực tinh hoa trong cơ thể ta kinh mạch tổn thương đã hoàn toàn được chữa trị, thật là quá khó mà tin nổi. Thế gian này lại còn có cường đại như thế võ giả, ta thậm chí liền từ Dương nói các hạ chỗ thi triển võ đạo công pháp đều thấy không rõ lắm. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyền Quang cũng không phải tại vô não thổi phồng Từ Dương chỉ là hắn thật lần thứ nhất nhìn thấy từ dương dạng này công tham tạo hóa tồn tại. Dù sao bọn hắn cũng đều là võ thần cấp cường giả, đối cái này cổ võ thần đạo khu vực bên trong lực lượng đều có trình độ nhất định nhận thức mới, nhưng dù cho như thế, bọn hắn tại từ dương trước mặt cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé. Chương 2008, Cơ thể sống trận nhãn Đúng lúc này không đợi đám người làm sơ chỉnh đốn, huyền quan trước ngực cái này một chuỗi Phật châu vậy mà không khỏi rung động bắt đầu chuyển động đồng thời nguyên bản nhạc màu trắng Phật Châu vậy mà bởi vì một cổ đặc thù khí tức sao động sinh ra màu đỏ nhạt biến hóa. Nguyên bản từ dương còn tưởng rằng là gia hỏa này trong cơ thể còn có lưu lại tà niệm không có thanh trừ, đang muốn dự định tiếp tục gõ huyền quang, tranh thủ thời gian bị bên người nam cung tổ ngăn lại. Từ dương các hạ có chỗ không biết, đó cũng không phải đến từ huyền quang trong cơ thể tà niệm. Hắn cái này một chuỗi Phật Châu bên trong, trấn áp chính là trưởng lão chúng ta đoàn tiểu sư muội một đạo bản nguyên linh hồn. Nghe được Nam Cung Kiểu nói này, Từ Dương cũng là ngẩn ra một chút, sau đó Lam Linh Nhi lập tức đánh ra một đạo tinh thần lạc ấn, tiến vào Từ Dương thế giới linh hồn cho hắn não bù đắp một phen. Nguyên lai bảy người này trưởng lão đoàn ở trong duy nhất một nữ tử, đã từng là rơi vào ma đạo nữ ma đầu, về sau bị Trường Vân Thiên Tông lang Linh Nhi phụ thân dẫn người tự mình trấn áp cầm tù tại Trường Vân Thiên Tông, trọn vẹn cầm tù nàng 300 năm. Mà trong lúc này huyền quan gần như mỗi ngày đều đi trong tông môn trong lao tù, cho cái này nữ ma đầu độ hóa giảng kinh, rốt cục cảm hóa nữ ma đầu. Về sau trưởng lão đoàn đám người hợp lực đem cái này nữ ma đầu trong cơ thể võ đạo ma công toàn bộ thanh trừ. Mà hắn trong thế giới linh hồn giết chốc ác niệm đều bị huyền quang dùng Phật môn vô thượng tâm pháp dẫn đạo tiến hắn Phật Châu ở trong giúp cho trấn áp. Giờ phút này Phật Châu ở trong ma khí như thế rung động, vừa vặn nói rõ cái kia trường vân thiên tông nữ trưởng lão dường như cũng gặp phải phiền toái. Từ dương hai mắt tỏa sáng lập tức đối huyền quan mở miệng, Ngươi có thể hay không căn cứ linh hồn của nàng chấn động cảm ứng được nàng đại khái vị trí, chúng ta lập tức đuổi đã đi tiếp viện. Huyền quan sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Vậy liền xin nhờ từ dương các hạ. Không riêng gì tiểu sư muội, trưởng lão đoàn bốn người khác giống như đều tại cái này đế đô ở trong bị người bắt đi. Lúc trong bóng tối kia một cổ vật chất thế lực thực sự là quá mức cường đại, để chúng ta khó lòng phòng bị. Từ dương nhẹ gật đầu cười. Ngươi cứ việc yên tâm, hết thảy đều còn kịp, những người kia tại ta xuất hiện trước đó tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điểm này tự tin mặc dù vẫn phải có, bởi vì hắn biết cái kia giấu ở phía sau màn tế ti chi như vậy tốn công tốn sức bố cục, cũng là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm còn tại kiên kỵ từ dương thực lực, bằng không mà nói. Hắn đại khái có thể trực tiếp ra mặt quét ngang rơi từ dương đoàn đội ở trong toàn bộ đối thủ. Càng như vậy ẩn giấu đi mình, đã nói lên hắn càng không có cùng từ dương cứng rắn nắm chắc từ góc độ này đến suy xét, tình thế tự nhiên cũng liền sáng tỏ nhiều. Bởi vì một khi bị hắn nắm ở trong tay những con tin này toàn bộ xảy ra vấn đề, hắn đem không có bất kỳ cái gì ác chủ bài đến ứng đối từ dương vô tận lửa giận. Tại huyền quan chỉ dẫn phía dưới, từ dương mang theo nam cung cùng Lam Linh Nhi lập tức hành động mà tiến lên con đường này, lại chính là cái này lớn như vậy đế đô trước hoàng cung viện. Ven đường tính ra hàng trăm cung nội võ giả trấn giữ căn bản không đáng giá nhắc tới, những nơi đi qua tất cả đều bị từ dương mấy người này dễ như trở bàn tay đuổi rơi bất luận cái gì dám can đảm tiến lên ngăn trở võ giả gần như liền giải dụa một chút tư cách đều không có liền lập tức bị đánh bay ra ngoài toàn bộ hành trình căn bản không cần từ dương động thủ nam cung cùng huyền quan hai đại võ thần là đủ hiển lộ rõ ràng trường vân thiên tông võ đạo nội tình rất nhanh một nhóm bốn người liền tới đến trước mắt cái này một tòa quy mô không nhỏ cung điện viện lạc ở trong bên ngoài một vòng ngân bào môn đồ nhao nhao hiện thân Đúng lúc này, cung điện môn hộ bị người từ bên trong kéo cửa ra hộ ở giữa nhất, từ dương bốn người tầm mắt bên trong, bắt mắt nhất một khắc rốt cục trình diễn. Cái kia mặt trên người váy dài màu đỏ nữ trưởng lão, giờ phút này bị một loại mười phần quỷ dị cổ trận vây quanh trận pháp nội bộ, lại còn ẩn giấu đi rất nhiều sóng sờ sờ thượng cổ dị thú, từ dương nhất thời có chút nhíu mày. Vậy mà dùng vật sống làm trận nhãn, nghĩ đến loại trận pháp này một khi cưỡng ép phá giải, sẽ có phản vệ nguy hiểm. Từ dương dài dằn dặt tu luyện lịch trình cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại này cổ quái trận pháp, tại cổ đại lục mấy chục vạn năm trước niên đại đó, đủ loại kỳ quái trận nhãn đều từng xuất hiện. Nhưng là loại này cơ thể sống dị thú làm trận nhãn trận pháp lại là ở niên đại này rất ít xuất hiện. Cơ thể sống trận nhãn chỗ tốt lớn nhất chính là có thể phòng ngừa có người từ bên ngoài cưỡng ép phá trận. Bởi vì một khi có ngoại bộ lực lượng cường đại tiến vào trận pháp dòng năng lượng toàn thân hệ bên trong, những cái này nguyên bản ở vào bình tĩnh trạng thái lực lượng liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị của lực lượng này kích động đến, từ đó lâm vào bùng nổ trạng thái. Điên cuồng công kích bị phong ấn ở trong trận pháp ở giữa con tin, có thể nói đây là một loại chuyên môn dùng để uy hế bờ người khác phong ấn con tin thủ đoạn. Nhìn thấy đối phương dùng dạng này biện pháp đến nhắm vào mình, từ dương bản thân đã bắt đầu nổi giận, nhưng hắn như cũ đang cực lực khắc chế thân thể của mình ở trong thiêu đốt lửa giận. Các người những cái này thế lực ngầm môn đồ, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất cả đều là những cái này hạ lưu thủ đoạn, nếu là thật có đầy đủ thực lực cường đại, chúng ta đại khái có thể chính diện đến một trận đại quyết chiến, chẳng phải thống khoái. Từ dương chủ động treo đùa trước mắt những cái này ngân bào môn đồ, cùng cái kia thủ hộ tại phong ấn pháp trận ngoại vi ngâm tín đồ. Ha ha ha! Các hạ thực lực chúng ta rõ như ban ngày, liền xem như chúng ta tế tự đại nhân, bản tôn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng ngươi, cho nên chúng ta không thể không ra hạ sách này, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể đem các hạ giam cầm tại đế đô phương diện. Bởi vì chỉ cần qua đêm nay, giữa lưỡng đại đế quốc chiến tranh liền có thể bị triệt để phát động, đến lúc kia liền xem như đại la thần tiên cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta quan trọng hơn kế hoạch tiến hành. Nghe được cái kia kim bào tính đồ lời thề song sắc ngôn từ, từ dương chẳng qua đáp lại cười lạnh một tiếng. Khi chỉ sợ làm các người thất vọng, đừng tưởng rằng ta bản nhân tại đế đô, các ngươi kế hoạch liền nhất định có thể tùy tiện thực hiện, liền xem như tại đế quốc biên cảnh, ta cũng giống vậy có được thuộc về chính ta mánh khóe, tuyệt sẽ không để âm mưu của các ngươi dễ dàng như vậy đạt được. Tính toán thời gian một chút, từ dương gần như có thể khẳng định thanh nhã cái này lúc sau đã tại biên cảnh cùng cái kia thái thượng trưởng lão hội hợp. Mà tại thanh nhã trước khi rời đi, trên thực tế từ dương cũng cho nàng một cái cẩm nang diệu kế. Chuyên môn căn dặn nàng một khi hai đại đế quốc biên cảnh phát sinh đại quy mô xung đột thời điểm, lại mở ra cái này cẩm nang những cái này thế lực ngầm môn đồ căn bản không rõ ràng cùng từ dương làm địch nhân không riêng gì muốn kiên kỵ tại tu vi của hắn cùng thực lực chân chính cần đề phòng chính là hắn cường đại đầu não cùng tư duy từ dương mặc dù có được có thể nghiền nát hết thể lực lượng của địch nhân nhưng là hắn chân chính vũ khí đáng sợ nhưng lại xa xa không phải hủy thiên diệt địa công pháp mà là hắn trưởng thống toàn cục ảnh hưởng một thời đại siêu nhiên tư duy nói thì chậm khi đó thì nhanh từ dương căn bản không có cho phía dưới những cái này ngân bào môn đồ càng nhiều cùng mình giao lưu cơ hội. Lăng hư chủ thần khí lặng yên không một tiếng động ở giữa lơ lửng ở sau lưng, đã sớm huyển hóa ra hơn 10 đạo ám kim sắc huyển thể, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem canh giữ ở cung điện này viện lạc chung quanh ngân bào môn đồ nhóm toàn bộ chém giết. Nhìn thấy từ dương giờ phút này bá khí vô cùng giết địch thủ đoạn, liền xem như cung điện nội bộ cái kia bị phát trận phong ấn nữ lan áo đỏ cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm, nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Khá lắm, cái này người chẳng lẽ là tông môn bọn gia hỏa này mời tới cứu binh sao? Hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Đến cùng là thân phận gì? Không thích hợp. Vì sao nhìn giống ánh mắt của người đàn ông này tràn ngập đặc thù hương vị? Chương 2009, Lòng Tham Lam Linh Mà Từ dương, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận, ngươi đừng cho là chúng ta liền thật bắt ngươi không có cách nào, nếu là ngươi còn dám làm càng như thế, có tin ta hay không trước đem nữ nhân này chơi chết. Ta muốn để các người nhìn tận mắt nàng, bị những trận pháp này ở trong cơ thể sống trận nhãn một hơi thôn vệ sạch sẽ, dù sao trong tay chúng ta còn có những người khác chất. Cái này kim bào tính đồ không biết ở đâu ra dũng khí, dám trước mặt nhiều người như vậy uy hế bờ từ dương. Nếu như hắn có thể tiến vào từ dương thế giới linh hồn bên trong, cảm nhận được những cái kia đã từng uy hế bờ quá từ dương người cuối cùng tuyệt vọng, tin tưởng hắn tuyệt đối không dám dùng dạng này giọng điệu cùng từ dương nói chuyện. Đáng tiếc hắn đã không có hối cải loại này sai lầm cơ hội. Bởi vì từ dương trên mặt đã hiện ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười, đồng thời mở ra không ngừng tiến lên đến gần bước chân. Ngươi vừa mới là tại cùng ta nói chuyện sao? Không biết là giờ phút này từ dương thanh âm quá mức băng lãnh, vẫn là hắn kia nhìn chăm chú kim bào tính độ ánh mắt quá đáng sợ, nói tóm lại, đối phương tại thời khắc này triệt để hoảng hồn, thậm chí ngay cả đứng tại chỗ bước chân đều run run một phen, vô ý thức nắm chặt ở trong tay quyền trượng. Nhưng mà cái này dường như còn không có cách nào lấp đầy trong lòng của hắn toàn bộ sợ hãi, dưới tình thế cấp bách cái này kim bào tính đồ đường đường võ thần cấp bậc cường giả, rốt cục vẫn là hướng bên người trận pháp vị trí tới gần quá khứ. "Ngươi, ngươi tốt nhất đừng loạn động." Liền đứng tại chỗ xuất ra một hợp lý thương lượng thái độ, "Ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái cùng ta công bằng giao lưu cơ hội, bằng không mà nói" Có tin ta hay không lập tức thôi động cái này pháp trận. Từ Dương lại không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn đã sớm từ nội tâm của mình ở trong tuyên án trước mắt cái này kim bào tính đồ tử hình. Ngươi chỉ sợ còn chưa đủ hiểu ta, ta Từ Dương muốn chém giết mình địch nhân, xưa nay không nhìn ngươi là cảnh giới nào. Kim đang cảnh cũng tốt, võ thần cảnh cũng được, trong mắt của ta đều không có gì khác nhau. Nguyên bản Từ Dương vừa mới nói ra lời nói này thời điểm, trong trận pháp cái kia nữ tử áo đỏ còn tưởng rằng hắn đang khoác lác tìm về mặt mũi. Nhưng tiếp xuống một khắc, Từ Dương làm ra động tác này cùng sinh ra hậu quả, lại là để cái này nữ tử áo đỏ con mắt kém chút bay ra ngoài. Ta dựa vào, muốn hay không đáng sợ như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Hắn làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Nữ tử áo đỏ trợn mắt hốc mồm, bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, tại nàng con ngươi ở trong trình diễn một màn, chỉ sợ sẽ làm cho nàng chung thân khó quên. Từ dương liền đứng tại cung điện này ngoài cửa đại khái khoảng 30 mét vị trí, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình bàn tay một cổ cực kỳ cường hãn sức cắn nuốt, nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn ở trong bạo phát ra. Trực tiếp đem lên một giây đồng hồ còn tại cung điện gian phòng bên trong kim bào tính đồ trực tiếp bắt đến trong lòng bàn tay của mình. Thật quỷ dị võ đạo công pháp, ta vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy có thể trống rỗng sinh ra thôn vệ lực lượng thủ đoạn vừa mới tại từ dương các hạ cùng người kia ở giữa dường như không có bất kỳ cái gì pháp bảo làm bằng vào các hạ đến cùng là làm sao làm được huyền quang cũng là một tráng dấu chấm hỏi ai có thể nghĩ tới từ dương vừa rồi trong nháy mắt đó chính là thi triển đời trước thứ chính nhân hoàng côn luân đạo vô thượng bí pháp căn bản không cần bất luận cái gì môi giới vật dẫn vẻn vẹn bằng vào tên kia chung quanh thân thể phóng xuất ra võ đạo khí tức liền có thể trong hư không trống rỗng sinh ra thông phệ hiệu quả đương nhiên có thể giống mới như thế nháy mắt đem mấy chục mét có hơn địch nhân hấp thụ đến trước mặt mình trình độ, chỉ sợ đương kim chủ đại lục nhân tộc tất cả cường giả bên trong, cũng không có mấy người có thể giống từ dương dạng này không chút phí sức điều khiển. Kim bào tính đồ triệt để hoãn. Bởi vì hắn nhưng không có trước đó Lam Linh Nhi may mắn như vậy, còn có tâm hắn một ở trong nam thần trống rỗng mà hàng cứu vớt nàng tại trong nước lửa. Cái này tính đồ còn lại chỉ có đầy mắt hoảng sợ cùng lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc này hắn tựa như là bị từ dương nắm trong tay một kiện đồ chơi thậm chí liền đối xem bên trên từ dương hai mắt dũng khí đều không có ít nói chuyện làm nhiều sự tình mới là các người những cái này làm chó săn chính xác nhất pháp tắc sinh tồn nếu như ngươi vừa mới không có nói nhảm nhiều như vậy ta có lẽ sẽ suy xét cho ngươi một cái càng thêm công bằng kiểu chết đáng tiếc hiện tại ngươi không có cơ hội từ dương nói xong lòng bàn tay ở trong bị cung luân đạo công pháp lực lượng tác dụng võ đạo khí tức bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, từ dương bàn tay trong khoảnh khắc liền biến thành một cái có thể luyện hóa thân xác huyết mạch lực lượng lò luyện. Mặc kệ trước mắt ngươi đến tột cùng đạt tới như thế nào tu vi cường độ, chỉ cần bị cung luân đạo công pháp lực lượng khóa chặt, vậy liền không có bất kỳ cái gì tránh thoát khả năng. Chẳng qua mấy giây, một cái võ thần cấp kim bào tính đồ cứ như vậy tại từ dương trong lòng bàn tay vô cùng tuyệt vọng đi hướng vẫn lạc mà hắn một thân huyết mạch tinh hoa tất cả đều bị từ dương luyện hóa thành một viên phóng thích ra khí tức tử vong nguyên đan. Lam Linh Nhi cái rắm điên nhi cái rắm điên nhi đi vào từ dương bên người, hai bàn tay không ngừng xoa lấy, ánh mắt gần như nhìn chồng chọc từ dương trong tay cái này một viên nguyên đan. Hiển nhiên nàng cái bộ dáng này chính là định trực tiếp dự định từ dương cái này một viên chiến lợi phẩm. Hắc hắc, từ dương ca ca ngươi tốt nhất, có thể hay không đem cái này một viên nguyên đan cũng làm cho cho ta, để ta sớm một chút tiến vào võ thần cấp cảnh giới từ dương cưng chiều điểm một cái lam linh nhi cái mũi nhỏ. Ngươi cái này nha đầu ngốc, đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, ngươi bây giờ trong cơ thể đã có rất nhiều không có bị triệt để luyện hóa võ đạo tinh hoa. Nhất định phải nện vững chắc căn cơ, mới có thể lại đột phá võ thần cảnh giới thời điểm, tránh gặp được càng nhiều phiền phức. Huống chi cái này một viên trong nguyên đan có khí tức tử vong 10 phần nồng đậm, xa muốn sau bình thường võ thần cấp tính đồ nguyên đan còn muốn hung lệ. Bởi vì gia hỏa này là bị ta lợi dụng đặc thù công pháp trực tiếp luyện hóa. Hắn trước khi vẫn lạc, thế giới linh hồn ở trong phóng xuất ra rất nhiều oán niệm, tất cả đều chuyển hóa thành một nát khí tức. Ta có thể đánh cược với ngươi, nếu là ngươi trực tiếp nuốt mất cái này một viên nguyên đan, không ra mấy canh giờ, ngươi liền sẽ quanh thân kinh mạch bạo liệt mà chết. Nghe được từ dương dạng này vẻ mặt thành thật trả lời chắc chắn, Lam Linh Nhi tranh thủ thời gian hít vào một ngụm khí lạnh, hậm hực lại trở lại nam cung cùng huyền Quang bên người tốt a, à, ta thừa nhận ta có chút lòng tham. Đã là như vậy, đang dược này ta không muốn, ngươi nhanh đưa sư tỷ ta thả ra đi. Lam Linh Nhi kiểu nói này, mọi người một lần nữa đem ánh mắt rơi trong phòng cái kia quỷ dị trong trận pháp. Riêng phần mình lần lượt cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gian phòng, đi vào trận pháp này biên giới, ai cũng không dám tiến lên một bước thử nghiệm thăm dò trận pháp uy lực. Theo quan sát của ta đến xem, trận pháp này vốn có lực lượng khó có thể tưởng tượng, nếu là cưỡng ép phá trận, cái này toàn bộ trong cung điện tất cả mọi người phải tao ương. Nam Cung xem như mấy người ở trong đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất một cái. Từ Dương cũng rất là đồng ý lối nói của hắn, khẽ gật đầu một cái mở miệng nói. Kỳ thật trận pháp này bản thân uy lực cũng không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ cơ thể sống trận nhãn có được sự không chắc chắn. Nếu như nếu là bình thường tinh thạch làm trận nhãn, chỉ cần chúng ta không ngừng hướng trong đó rót vào võ đạo tinh hoa, nhất định có thể đem toàn bộ pháp trận cùng trận nhãn sức thừa nhận cực hạn thăm dò ra tới. Thế nhưng là đám hung thú này liền xa xa không có tốt như vậy đuổi. Cho nên trong tay của ta hiện tại cái này một viên nguyên đang chính là chúng ta phá giải trận pháp thủ đoạn tốt nhất. Chương 2010 võ quyết dày có móng tay nhọn. Nghe được từ Dương Kiểu nói này, mọi người nhao nhao quan tới ánh mắt kinh ngạc. Từ Dương các hạ phá giải trận pháp cùng cái này một viên nguyên đang có quan hệ gì? chẳng lẽ ngươi là dự định đem viên đan dược kia đúc cho tiểu sư muội sau đó để chính nàng nếm thử phá trận ra tới nam cung vừa nói xong từ dương liền cười lắc đầu làm sao có thể ta là muốn lợi dụng cái này nguyên đan ở trong võ đạo tinh hoa làm đối cái này trong trận pháp cơ thể sống trận nhãn mồi nhữ chỉ cần đem những cái này thượng của dị thú thú hùng hấp dẫn đến một cái tập trung địa phương ta ắt có niềm tin có thể đem bọn hắn tạm thời phong ấn Mấy người các ngươi tùy thời chuẩn bị hướng trong trận pháp rót vào lực lượng. Tại những cái này cơ thể sống trận nhãn hung thú tránh thoát ta bố trí hạ phong ấn trước đó, kiểm tra ra trận pháp này có thể tiếp nhận võ đạo lực lượng cực hạn. Chỉ cần ta được đến nhất tinh chuẩn số liệu, liền có thể tại một hiệp bên trong đem cô nương này giải cứu ra. đương nhiên nếu như thuận lợi, chờ một lúc còn muốn cô nương ngươi tự mình phối hợp một chút. Trong trận pháp nữ tử áo đỏ toàn bộ hành trình đều đem ánh mắt rơi vào từ dương trên thân dò xét không ngừng giờ phút này vậy mà đều có chút nhìn thất thần. Đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng ngơ ngác nhẹ gật đầu, dạng như vậy cũng là có mấy phần đáng yêu. Được rồi, các hạ có cái gì từ dương cứ mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Coi như phá trận thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe được nữ tử áo đỏ kiểu nói này, Nam Cung cùng huyền Quang hai người cũng nhịn không được liếc nhau một cái, đối phương lộ ra biểu tình thế bờ sợ, từ ánh mắt của bọn hắn ở trong liền có thể nhìn ra được, Nữ tử này bình thường tại trường Vân Thiên Tông nội bộ cũng là một cái mười phần cường thế nhân vật. Huyền Quang, ngươi có phát hiện hay không chúng ta trường Vân Thiên Tông nữ nhân dường như nhìn thấy từ dương các hạ về sau, đều giống như biến thành người khác. Lần này liền Phật Pháp tinh xảo Huyền Quang cũng là nhịn không được chắp tay trước ngực hát tụng một câu. A-di-đà Phật. Quả nhiên là võ quyết dày có móng tay nhọn. Xem ra nữ nhân cùng nam nhân đều đồng dạng, nhìn thấy sắc đẹp tất cả đều sẽ bị lạc bản tâm của mình. Cho dù huyền quang đã đem mình âm điệu ép đến thấp nhất, thế nhưng là làm sao có thể giấu giếm được từ dương dạng này sức quan sát, hắn cũng chỉ là làm bộ không nghe thấy, cười khổ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp cầm trong tay cái này một viên nguyên đang bóp nát. Bắt đầu đem đang dược bản thân phóng thích ra lực lượng, tiến hành theo chất lượng dẫn đạo tiến trận pháp hệ thống ở trong. Rất là đột ngột một nháy mắt, trận pháp này bên trong ba con cơ thể sống thượng cổ dị thú toàn bộ đồng thời nóng nảy bắt đầu chuyển động trực tiếp phóng xuất ra một cổ cường hãn khí tức, cổ khí tức này từ ba cái góc độ đồng thời xung kích hướng trong trận pháp ở giữa, cũng chính là cái kia nữ tử áo đỏ bị phong ấn vị trí. Nữ tử lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng may từ dương dường như trở thành nàng hoàng mỹ nhất thuốc an thần, chỉ cần hắn nghe từ dương nghiêm túc dáng vẻ, đau đớn trên người biến cấp tốc biến mất. Mà từ dương cũng không có tâm tư để ý tới những cái này như nữ tình trường, lực chú ý của nàng hết sức chăm chú khóa chặt tại trong trận pháp, cái này ba con thượng của một thú mỗi một cái động tác bên trên. Đồng thời không ngừng điều chỉnh dẫn đạo đang dược võ đạo lực lượng tiết tấu cùng tần suất. Rất nhanh tại từ dương tinh thần lực cưỡng ép quấy nhiễu phía dưới, trong trận pháp những võ đạo này tinh hoa chạy khắp tốc độ đạt thành cân bằng cũng làm cho trận pháp này ba nơi hẻo lánh vị trí ba con dị thú tại lấy tiết tấu giống nhau vận chuyển thẳng đến cái này ba cái thượng của dị thú đồ đằng tất cả đều rơi vào từ dương dự đoán thiết lập tốt lực lượng nguyên điểm từ dương bỗng nhiên đâm một cái mi tâm của mình cung luân đạo công pháp lực lượng nháy mắt tại trận pháp này nội bộ tác dụng trên thực tế từ dương tại dẫn đạo viên đang dược kia phóng thích ra võ đạo tinh hoa đồng thời liền đã đối cái này một cổ võ đạo tinh hoa làm tốt minh xác đánh dấu có thể cùng hắn tự thân tinh thần lực sinh ra cường độ nhất định cộng minh làm cái này ba cái đánh dấu điểm phân biệt rơi vào ba con thượng cổ dị thú cơ thể sống trận nhãn bản thể phía trên lúc từ dương tinh thần bắt đầu phát huy tác dụng cùng luân đạo công pháp lực lượng từ cái này ba cái đánh dấu điểm vị trí đồng thời phóng thích ra ngoài. Lập tức liền đem nguyên bản có được tuyệt đối độ tự do thượng cổ dị thú hành động lực hoàn thành giam cầm. Cho dù cái này ba con dị thú đồ đằng bắt đầu điên cuồng gầm thép, la lên, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào tăng trưởng cũng không có cách nào ngay lập tức tránh thoát đến từ từ dương tinh thần lực áp chế. Ngay tại lúc này tất cả mọi người lập tức ra tay. Từ dương mở miệng phát ra mệnh lệnh mới. Huyền Quang cùng Nam Cung cùng Lam Linh Nhi ba người lập tức đi vào ba khu trận nhãn vị trí. Bắt đầu ngưng tụ riêng phần mình cường đại công pháp lực lượng va chạm trận pháp biên giới. Mỗi một lần ra tay bắn ra lực lượng tiết tấu, đều đã cường đại đến có thể làm cho cả cung điện vì đó rung động. Đương nhiên, trong này phá trận đưa tới tiếng gầm rất nhanh liền hấp dẫn đến trong hoàng cung, những phương hướng khác ngân bào môn đồ cấp tốc hướng phía bên này chi viện đi qua. Không tốt, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, Cung điện này bên ngoài giống như có càng nhiều môn đồ tới gần. Lam Linh Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát hiện trước nhất bên ngoài động tĩnh. Từ dương nhào nhíu mày lạnh lùng mở miệng, mấy người các ngươi không muốn phân thần làm tốt chuyện trước mắt, cái khác không cần các người nhọc lòng, giao cho ta liền có thể. Nương theo lấy ba người công kích trận pháp, ngoại bộ lực lượng không ngừng khuếch tán hướng ra bên ngoài. Cung điện bên ngoài đã có mấy chục đạo ngân bào môn đồ thân ảnh lần lượt hiện thân. Thật sự là gan to bằng trời, cũng dám xung kích phong ấn pháp trận lực lượng. Từ dương, ta vẫn còn muốn nhìn một chút đã biến thành cá trong chậu các người, hôm nay còn làm sao có thể bỏ trốn tình thế nguy hiểm. Bên ngoài ngân bào môn đồ thủ lĩnh băng lãnh thanh âm đã truyền đến cung điện nội bộ, mà giờ khắc này còn tại phong ấn trận pháp trung tâm nhất nữ tử áo đỏ một mặt lo lắng mở miệng. Các hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, vẫn là nhanh mang theo ta những cái này các bạn đồng môn rời đi nơi này đi, coi như vẫn là ta một người lại nên làm như thế nào nhưng tuyệt đối không được bởi vì ta đem các ngươi mọi người tất cả đều cho liên lụy ngay tại cái này nữ tử áo đỏ tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt một cổ khí tức vô cùng cường đại ở trước mặt nàng ầm vang bộc phát kỳ quái là bao quát nữ tử áo đỏ ở bên trong toàn bộ trong cung điện những người khác tất cả cũng không có bị cổ lực lượng này lan đến gần duy chỉ có từ dương cái này một cổ lực lượng phát động người tóc bay vù vù chung quanh thân thể một cổ mười phần nồng đậm kim sắc quang mang nháy mắt nổ tung Vô cùng cường đại quang minh pháp tắc tại từ dương tinh thần lực dẫn đạo dưới, vậy mà xuyên thấu căn này cung điện lơ lửng tại toàn cái cung điện quảng trường hư không bên trên, đem những cái kia từ từng cái phương hướng chạy tới ngân bào môn đồ, toàn bộ lấy quang minh lực lượng giúp cho chế tài. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao một điểm động tĩnh đều không có rồi? Nữ tử áo đỏ một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt từ dương mở miệng hỏi thăm. Từ dương mặt miễn cười mở miệng, bọn hắn đều đã biến mất. Đám người triệt để không có ngôn ngữ, nhau nhau hít vào một mụn khí lạnh, dùng loại này khó có thể tin ánh mắt nhìn lướt qua từ dương vị trí. Ông trời của ta! Các hạ ngươi cũng không cần lại kích động chúng ta nhận biết cực hạn. Giống như ngươi đáng sợ thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Đừng nói là chúng ta liền xem như cổ võ thần đạo bất kỳ một cái nào võ giả đều không thể tin được, ngươi vừa rồi trấn áp những cái kia môn đồ sử dụng công pháp thật tồn tại từ dương cười nhẹ mở miệng lần nữa cho bọn hắn làm một phen giải độc